Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Dương chi tình thủy biến sai tam thiên, tánh không bạn đứng lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên. Hoa diêm hoa hồng liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Già Già, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kia Đê Thường Bán Ra Già Bồ Đề Tát Đóa Bà Già. Ma Tăng Đóa Bà Già Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bằng Ra Phạn Về Số Đắng Na Đáng Tỏa, Nam Mô Tăng Kia Lần Đói Mong A Di Đà Bà Lô Kiến Đế Thân Phật Ra Lần Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cân Kỳ Hê Đị Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Gia Ma Phạn Đà Đâu Đáng Tiền Tháng Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Nhi Hê Đị Ma Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dựng Câu Lô Kiếp Mong Đồ Lô Đồ Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Đi Ni Thân Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mong Đế Lệ Hê Di Hê Thân Na Ra Sâm Phạn Ra Xa Lời Phạn Xa Phạn Sâm Phạn Ra Xa Gia Hồ Lô Hồ Lô 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 hê đi ta ra tấn đi tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế đi giả na ra cân kỳ địa vi sắc ni na ba giả ma na ta bà hằng tấn đà giả ta bà ha ma ha tấn đà giả ta bà ha tấn đà du nghệ tấn bà ra giả ta bà ha Chị ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a mùng thế gia ta bà ma ha tăng ra già ta bà giá kiết ra tăng ra già ta bà ba đà ma yết tăng ra già ta bà na ra cấn trì bàn già ra già ta bà Ma Bà Ni Thắng Yết Ra Già Ta Bà Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Tướng Bà Ra Già
Dạ Ta Bà Tấn Điện Đô Mạn Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà An Tấn Điện Đô Mạn Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà Tấn Điện Đô Mạn Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai Kinh Kệ Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp Ma Ba Thiền Vàng Kim Nàng Tao Ngộ Ngã Kim Kiên Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghĩa. Nam Mô Dưỡng Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Đông Phương Giáo Chủ Huệ Thâm Nhị Nguyện Phương Na Tứ Cửu Kim Đăng Diệu Đàng Tràng Thân Thân Diễn Chân Thường. Đành Lệ Tán Dương Tiêu Tai Thọ Duyên Trường. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Ta Bà Phi Thị Cứu Cư Thành này giữ không môn chuyển đại kinh nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu anh Tam Thiên Hóa Phật Giám Kiền Thành Nam Diêm Phúng Quả Trung Tú Tây Trục Liên Hòa Thử Tế Hình. Giải kiếp tiêu tai tăng duyên thọ phúc cơ mang về bảo cường ngày nên. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Ta Nghe Như Vậy Môn Thuở Nọ Đứng Ban Già Phạm Đi Châu Du Dạo Hoa Cạn Đường nên thành Quảng Nghiêm ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vàng sau ngàn vị đại bồ tát các hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long ba bộ cùng những phi nhân cả thảy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kính thính ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông mang thù thân lời pháp vương tự nhờ oai thân của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ven y để bài vai bên hữu và gối bên măng quỳ sáng đất. Khem nếp chấm tay hướng về phía Phật bành rằng bạch Đức Thế Tôn vui mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật. Để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho
chúng hữu tình ở đời tướng pháp được nhiều lợi là về sao đứng thế con khen ông màng thù thân lời đồng tứ rằng hai tay màng thù thân lời ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình thoái vì nghiệp chướng ràng buông. Lời ân an vui trong đời tượng pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói ông mang thù thân lời bành rằng và mong thế tôn nói chúng con xin nghe. Phần bảo ông mang thù thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi phần có một thế giới tên là tình lưu ly đứng vào chùa cõi ấy hiểu là dược sư lưu ly hoàng như lai. Ưng chánh đằng giá minh hành biên mạng thiền thề thế gian giới vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phân bằng nhà phàm này mang thù thân lời đừng dược sư lưu ly quan như lai. Khi còn tu hành đạo Bồ Tát có khóa mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được mấy nguyện. Thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đăng đạo chánh đăng chánh giảng thân ta có hào quang sáng suốt rừng rờ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường phu cùng tam chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sang suốt tinh chánh hoàn toàn không có chú nhớ bằng ánh quang mình chói lọi khắp nơi công đức cao vòi vòi mà ăn trú vừa từng lưới chết bằng tìa sáng tỏ hơn vương nhưng nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí đường mơ màng và tùy muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình khiến ai nấy đều có đủ các vận dụng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo bồ đề hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn động gia thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy báo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong gia và của ta mà tu hành theo hành thân tình thì ta khiến cho tất cả đều giữ đường giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tu tình giới và sư có người nào bị tội vi phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường an
Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ ca căn không đủ sâu xa cờ cao tay điên măng đuôi nỗi nắng ngọng liều. Tay chân tăng nguyện la hối điên cuồng chiều tất cả những bình khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoán chánh tâm tánh khôn ngoan cả căn đầy đủ. Không còn những bình khổ ấy nữa, nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặm thầy, không gặm thua, không bà con, không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà ấy, danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy của cài sung túc. Cho đến chân đường nào quá vô thượng Bồ Đề, nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bức tức sanh tâm nhàn chán, muôn bồ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trường phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo, nếu có những kẻ xa vào rừng ác thiên ca nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tạm theo cả thành Bồ Tát đẳng mau chứng đạo chánh đăng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị thiền sinh đánh đâm, hoàng bị giam giữ trong chốn lao tù, hoàng bị chém giết, hoàng bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rực. Hề nghe đến danh hiệu ta thì nhờ xứng ngoài thần phước đức của ta đều được giải thoát ta cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đói khăn hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiêm dữ, mà nghe danh hiệu ta rồi chuyển niệm thọ trì thì trước hết ta dùng ca món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ đường no đủ, và sau ta mới đem phạm vị nhiệm màu kiên làm cho họ cài cánh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ mười hai ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị mũi mòng cắn đốt, nóng lạnh dài vào ngày đêm khô bưng hớ, nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý, muôn nào càng thư ý phục tốt, đêm nào
tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa quang sa bán ác mùi thơm. Và trong nhà cùng những điều ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được. Hoa mang ca này mang thô thân lợi, đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Dưỡng Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đằng giang. Phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát Lai nữa này mang thù thắng lại đứng giữa sứ Lưu Ly Quang Như Lai kia. Khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mang một kiếm hay hơn một kiếp cũng không thể nào hên được. Nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một về thân tình không có đàn bà cũng không có đường dữ mà cả đến tiên khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng quang bằng chân lưu ly đường đi có dây bằng vàng văn làm ranh giới, còn thành quanh cung điện mai hiện cửa sổ cho đến các lớp lưỡi bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo làm ra thân chẳng tha gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực là vậy. Cõi phần ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sám Bồ Tát làm phần. Hai vị này đều giữ gìn thọ bao chánh pháp của phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mang thù thân lại. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chăng thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông mang thù thân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam không biết bố thí mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đứng tin lại ham chữa chân của cái cho nhiều đêm ngày bó bó gìn giữ. Thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc dường như lắng thịt cho người. Vậy lại có vô lượng chung hưu tình tham lận chỉ lo tính trừ của cải cho nhiều, mà từ mình không dám ăn tiêu còn nói chi đến sự đêm cô ấy. Thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin những kẻ tham lẫn ngay khi trên bị đoa vào đường ngã quý hay bàn sanh. Mặc dầu ở trong ác thú nhưng nhờ đời chưa sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu ngài thì liền từ cõi ấy thoa sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ chúng sanh biết sợ sự đau khổ nên không ưa đâm dùng làm mà còn muốn tự mình làm việc bồ thí thiên người người khác làm việc bồ thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem ta đau mắng tay chân hay mau thịnh của thân phận mình mà bố thí cho những
đời những vân thường. Này nửa màng thù thân là trong chung hữu tình, nếu có những người nào thọ cả giới của quần để tu học mà lại phá giới, hoằng có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoằng có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoằng có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đã văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh phần nói. Hoằng có kẻ tuy đã văn mà có thói tăng thường mang, do thói tăng thường mạng ấy chia lâm tầm tánh, cô chấm cho mình là phải, người khác là quấy chê bãi tranh pháp kết đảng với. Mà những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiến, mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhưng chúng hữu tình ấy bị trói lăn trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dương, tu theo các pháp lành khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú, thì cũng nhờ oai lưng bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tam nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi a thú mạng chúng trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuân gia thọ trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai, đã không hy phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa được thói tăng thường màng, không chê bai chánh pháp không bè bán với. Mà dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong được viên mãn. Lại nửa màng thù thân lại nếu chung hữu tình, có tánh tham lam tận đố hay khiến mình chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy ngàn năm mới hên. Khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mang chúng sanh lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lãng đà, thường bị người hành hạ đánh đập và bị đói khát dày vò, lại phải đi đường xa chớ nằm cực nhọc muôn vẫn còn như mây đang làm thân người, thì lại bị sanh vào hàng hà thiên phải làm tôi tớ cho kẻ khác, mai bị họ sai sự không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhờ lại chí tâm quý Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Các tăng không lời trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn, hằng cầu thắng pháp thương gặp bạn lành, đời đời dính hẳn lưới ma đập na vô vô mình, ta càng sống ở phiền não mà được giải thoát khỏi nàng sanh lão bình tư.
và những nỗi đau khổ lo muôn muôn ai nữa mang thù thắng lợi. Nếu chúng hữu tình có tánh ưa sự ngăn trái chia lìa tranh đấu kiên cao lẫn nhau làm não loạn cho mình và người đem thân khẩu ý tạo thêm mọi những ác nghiệp xoay qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau hoàng cao triều những thần ở núi rừng cây mà để hại người hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cung tế quỷ dược xoa và quỷ la sát để cày quỷ hai người hoàng biên tên họ và làm hình tượng của người cử quán rồi dùng phép chú thuật ta ác ma trù ẻo cho chết hoàng theo lối em đối và dùng những đồ độc hoàng dùng chú pháp hại mạng người nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của đức dưỡng sư lưu ly quan như lai thì căn thư ta án kia không thể hại được thân ca nhưng kẻ ác tâm kia đều trở lại thời lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác không còn y tôn nào và tâm hiềm dẫn hai bên hòa hảo với nhau và đối với vần thọ dung của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lẫn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mang thù thắng lợi nếu trong hàng tư chung bí số ni ô ba sách ca ô ba tự càng và những kẻ thiện nam tín nữ đều có thọ trì tam phần trai giới hoàng trong một năm hoàng mỗi năm ba tháng vương dự giới pháp làm nơi ý chí tu hồng rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực là Tây Phương đặng nghe chánh pháp nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu đấng dược sư lưu ly quang như lai thì kỳ màng chúng sẽ có tâm vị bồ tát như văn thù sư lợi bồ tát quán thế âm bồ tát các đại thế bồ tát vô tận ý bồ tát bao đàng hoa bồ tát dược vương bồ tát dược thường bồ tát di lặng bồ tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu hoặc nếu có kẻ nhân nguyên lực của đức dừa sư mà được kháng sanh lên cõi trời và mặn dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa thì không còn sanh lại những đường ác nữa khi tôi thọ cõi trời đã mang sanh lại trong cõi người thì hoằng làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ oai đứng từ tại giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thâm thiền hoằng sanh vào dòng sang đế lý bà la môn hay cư sĩ đại có vua cai dư vật có đừng tràn đầy tướng mà đoan trang quyến thua sum vầy lại được thông minh trí tuệ dòng mạnh hoài hùng như người đại lưng sĩ còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đấng dược sư lưu ly quang như lai mà hên lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa này mang thù thắng lợi đức dưỡng sư lưu ly quang như lai kia khi đã chứng được đạo bồ đề do sấn bồ nguyên mà ngài quan sát biết chúng hữu tình
gặp phải ca thứ bệnh khổ như da vàng gầy ôm cám nhiệt thương hàng hoặc các chúng phải những thứ em đôi đồ độc hoặc bị hoành tư hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau cô ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni Nam Mô Bạc Già Phạn Đề Bệ Sáng Xả Lưu Lô Tịch Lưu Ly Bán Lăng Bà Hạng Ra Xà Giá Đăng Tha Yết Đà Gia Đà Hạc Đế Tam Hiệu Tam Bồn Đà Giang. Đang địa tăng bề sang thề bề sang thề bề sang xa tam bồ yên đế toa hà lung mây trong luồng ánh sáng viên chú này rồi ca đài địa rung động phóng ra anh đài quang minh làm cho tất cả chúng sanh dừng hạnh bình khô hướng được an vui. Này mạng thổ thân lời nếu thấy những người nào đang băng bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sanh sẻ và vì họ những tâm tung chú này một trăm lệ tạm biển chú nguyện trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nữa công vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong có viện gì mà chỉ tâm tùng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thôi chuyển rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Vậy nên mạng thù thân lại nếu có những người nào hánh lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đứng dựa sư lưu ly quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tỉnh thinh nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đứng dựa sư lưu ly quang Như Lai ưng chanh đằng cha ngồi sớm mai sung miệng đánh răng tâm gọi sành sẽ xong lại thăm hương rai dầu thơm càng món khi nhà bể cũng dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dài người ca chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh phàm thì phải nên cũng dường tăng ca nhưng vẫn cần dùng đừng để thiếu thốn. Hên lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đăng đạo quả Bồ Đề. Nửa lúc bấy giờ mạng thù thân lại đóng thứ bành phần rằng bằng đứng thế thôn tôi thề qua thời kỳ tướng pháp sẽ dùng đủ chưa quân tiền khiến cho những thiện nam tin nữ có lòng tin trong sành được nghe danh hiệu của đứng dược sư lưu ly quang Như Lai cả đến trong giấc ngủ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của đức phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết. Bành đứng thế tôn nếu ai thọ trì đồng tụng kinh này hoàng đem gian nói bày tỏ cho người ca hoàng tự mình hay dạy người biết chép kinh này hết lòng cung kinh tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm ca thư hương rộng tràn hoàng.
thanh là phương lòng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường hoàng dùng hàng ngũ sân làm đại đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sanh sẽ khi lâm một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở ca coi trời khăn đều đến đó mà cúng dường qua vũ hồ bành đứng thế tôn nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người tỏ trì và nghe được danh hiệu của đứng dược sư lưu ly quán như lai thì nhờ công đứng bốn nguyên của ngài mà chỗ ấy không bị nàng hoành tư cùng không bị những a quý ác thần đoạt lấy tinh khi và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường phần bao màng thu thân lời phai phai thiệt đúng như lời người nói này mang thu thân lời nếu có những người tình tính thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đừng dược sư lưu ly quang như lai thì chưa phải tạo lầm hình tượng ngài thêm để trên tòa cao chân dòn sạch xe cán thứ rồi đài bông đo cả thứ hương dùng ca thứ tràng phán trang nghiêm cho thờ ấy trong bay ngày bảy đêm phải thọ đi tám phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gọi và y phục chính tề dự lòng thanh tình không giận dữ không sáng hại đối với tất cả loài ưu tình phải khởi tâm bình đăng đủ cả tâm từ bi ta làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca hát người khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật ngài phải nghĩ nhớ công đức bồn nguyện qua đồng tùng kinh này suy nghiệm nghĩa lý mà diện nói khai thì cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được phải ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại nếu có người nào trong dân ngủ thấy những điểm chim bao giữ còn khi tân thấy những ảnh tương như chim đến đầu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng những của bao cúng dường đứng dược sư lưu ly quan như lai thì những ác mộng ác tương và những đêm sau ấy thay đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đào thuốc độc và cả cầm thú dữ thế sự sợ hãi như voi sư tử còn soi gấu răng đồng bò cạp rính xanh răng môi và hình lòng nhớ niệm và cung kính cung dương đức phần dưỡng sư thì được qua coi những sự sợ hãi ấy hoặc nếu bị nước cá xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhờ niệm và cung kinh đừng phần dược sư thì cũng được qua coi những nàng ấy lại nửa mang thù thân lời nếu có thiện tinh nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ nhưng vì trời nào chỉ một lòng nướng theo phong pháp tăng thọ trì giới cấm hoàng năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trong 48 giới kinh tỳ kheo nói 150 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới phạm đa thọ sơ đọa vào ác thú hệ chuyên
và cung kính cung dường đựng phần dưỡng sương. Thì khuya bình không thọ sanh trong ba đường an lai, nếu có người phụ nữ nào đường lung sẵn sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lệ bái và hân lòng cung kính cung dường đứng quần dương sư thì khỏi những sự đau khổ ấy. Mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mà đoan trang, lời căn thông minh an ổn ít bình hoàn, ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khi lúc ai đứng tranh ca cùng bảo ông a nan rằng theo như ta đã xưng dương những công đức của phần dựa sự lưu ly quán Như Lai, đó là công hành rất sâu xa của chư Phật khó hiểu thấu đường vậy người có tin chăng? Ông A Nan bành vàng bành đừng Thế Tôn đối với kể kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoàng tại sao vì những nghiệp thân cầu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh bành đừng Thế Tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống. Núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch đứng Thế Tôn. Nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chi niệm danh hiệu của một đức dựa sư lưu ly quán Như Lai mà được nhiều không đứng thân lời lần ấy, vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán nên họ phải mân nhiều điều lợi ích mài ở trong cánh đêm dài tăm tối và lại còn bị đọa là trong các đường an khu. Lưu truyền không cùng phần lại báo ông A Nan những chung ưu tình ấy, nếu nghe danh hiệu đừng dựa sự lưu ly quán Như Lai chỉ tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào an thu thì thần vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hành rắn sâu nhiệm của chư Phật khó tin khó hiểu mà nay ngươi lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan, tất cả các hàng thánh văn độc gia và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thần, chỉ trừ những bậc những sanh sơ hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người có đặng những hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của đứng dựa sư lưu ly quán Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, đứng dựa sư lưu ly quán Như Lai tu không biết bao nhiêu hành Bồ Tát dùng, không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo phá, không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếm số có thể mau ánh chớ những hành nguyện và những phương tiện khéo léo của đứng phần kia không khi nào nói cho hết đường. Lúc bây giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy viên y bày vai bên hữu gối bên ma quỳ sát rất cuối mình chấm tay bành phần rằng bành đứng Thế Tôn đến thời kỳ tưởng qua có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn. Không có tầng bình luôn luôn khó
cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóng, thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại. Trước mặt vua Diêm Ma phá phương rồi liền, khi ấy vì thần câu sanh đem sổ ghi tội vua của người đó dựng lên. Vua Diêm Ma lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tin những tội vua của người kia đã làm, mà sự đoan nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy với đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai, và thỉnh chúng tăng đồng tụng kinh này đón đèn bày từng theo thần phan tục mang năm sáng thì hoặc liền trong lúc ấy hoàng trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh dân chim bao. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Dương chi tình thủy biến sai tam thiên, tánh không bạn đứng lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng diên diệt tội tiêu khiên. Hoa diêm hoa hồng yên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đà Ra Già Già, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kia Đê Thường Bán Ra Già Bồ Đề Tát Đóa Bà Già Ma La Tăng Đóa Bà Già Ma La Ca Lô Ni Ca Già Phạn về số đáng na đáng tỏa, Nam Mô Tăng Kiên Lần Đói Mông A Di Đà Bà Lô Kiến Đế Thân Phật A Lần Đà Bà, Nam Mô Na Ra Cân Kỳ Hê Đị Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Dạ Ma Phạn Đà Đâu Đáng Tiên Thăng Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đị Ma Bồ Đề Tăng Lo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dựng Câu Lô Kiếp Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Đi Ni Thân Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mông Đế Lệ Hê Di Hê Thân Na Thân Na Ra Sâm Phạn Ra Xa Lai Phạn Xa Phạn Sâm Phạn Ra Xa Gia Hồ Lô Hồ Lô Ma Ram.
cấn rì tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế thì giả na ra cân thì địa vi sanh ni na ba giả ma na ta ba tăng đa già ta ba ma tăng đa già ta ba tăng đa du nghệ tăng ba ra già ta ba ra ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng thế già ta ba ta ba ma tăng đa già ta ba già kiết ca tăng đa già ta ba ba đa ma tăng đa già ta ba na ra cấn tỳ bàn già ra già ta ba ma ba ni tăng yết ra già ta ba nam mô hằng đa đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lo yên đề tướng bàn ra già ta ba cấn điểm đô mạn ra ra bàn đà già ta ba ăn tấn điện đô mạn đa ra bàn đà giả ta bà ăn tấn điện đô mạn đa ra bàn đà giả ta bà ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ơi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim nàng cao ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghĩa nam mô dưỡng sư hai hội phần bồ tát sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ tát đông phương giáo chủ huệ thâm nhị nguyện phương na tứ cửu kim đăng diệu đàn tràng thân thân diễn chân thường đành lệ tán dương tiêu tai thọ duyên trường nam mô dược sư hai hội phần bồ tát ấy nam mô dược sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ ta bà phi thị cứu cư thành này giữ không môn chuyển đại kinh nhi lục nguyện vương tiêu tội cấu anh tam thiên hòa phật giám kiền thành nam diêm phúng quả trung tú tây trục liên hòa thử tế hình giải kiếp tiêu tai tăng duyên thọ phúc cơ mang về bảo cường ngày nên kinh dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức ta nghe như vậy muốn thuở nọ đứng ban và phạm đi châu du dạo hoa canh đường nên thành quảng nghiêm ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát các hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long ba bồ tát
cùng nhận phi nhân cả thảy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kính thính ngài thuyết pháp. Lúc bấy giờ ông mang thù thân lại pháp vương tự nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ven y để bài vai bên hữu và gối bên mặn quỳ sẵn đắp. Khiêm nếp chăm tay hướng về phía Phật bành rằng bạch Đức Thế Tôn vui mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật. Để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tưởng pháp được nhiều lợi là về sao đứng thế con khen ông mạng thù thân lời đồng tứ rằng. Hai tay mang thù thân lời ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc. Lời ân an vui trong đời tưởng pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói ông mang thù thân lời bành rằng và mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe. Phần bảo ông mang thù thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi phần có một thế giới tên là tình lưu ly đứng vào chùa cõi ấy hiểu là dược sư lưu ly quang như lai. Ưng chánh đằng gia minh hành biện mạng thiền thể thế gian giới vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phân bằng nhà phàm này mang thù thân lời đừng dược sư lưu ly quang như lai. Khi còn tu hành đạo Bồ Tát có khóa mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được mấy nguyện. Thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đăng đạo chánh đăng chánh giảng thân ta có hào quang sáng suốt rừng rờ chiếu cắm vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường phun cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sang suốt tinh chánh hoàn toàn. Không có chút nhớ bờn ánh quang mình trói lòi khắp nơi công đức cao vòi vòi mà ăn trú vừa từng lưới chết bằng tìa sáng tỏ hơn vương nhưng nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí đường mơ mang. Và tùy muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình khiến ai nấy đều có đủ các vận dụng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề nếu có chung hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề hoặc có những người tu hạ
hành theo hạnh thinh văn động gia, thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy báo cho họ. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên, ở trong gia và của ta mà tu hành theo hành thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ đường giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tu tình giới. Và sư, có người nào bị tội vi phạm giới pháp mà khi đã nghe được chánh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi xa vào đường an? Nguyện thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thắng hình hèn hạ ca căn không đủ sâu xa, cờ cào tay điên măng đuôi nổi nắng ngọng liều, tay chân tăng nguyện la vui điên cuồng chiều tất cả những bình khổ ấy, mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan cả căn đầy đủ, không còn những bình khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặm thầy, không gặm thua, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà ấy danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoàng khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy của cài sung túc. Cho đến chân đường đạo quá vô thượng Bồ Đề, nguyện thứ tám, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái, làm cho buồn rầu bức tức sanh tâm nhàm chán, muôn bộ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trường phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề thì khiến cho những chung hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo, nếu có những kẻ xa vào rừng ác thiên ca nhiếp, dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tạm theo cả thành Bồ Tát, đặng mau chứng đạo chánh đăng Bồ Đề. Nguyện thứ mười, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội, phải bị thiền sinh đánh đâm, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rực. Hề nghe đến danh hiệu ta thì nhờ xứng ngoài thần phước đức của ta đều được giải thoát ta cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ mười một, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đói khăn hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiêm dữ, mà nghe danh hiệu ta rồi chuyển niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng ca món ăn uống ngon là bằng
thường no đủ, và sau ta mới đem pháp vi nhiệm màu kiên làm cho họ cài cánh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ mười hai ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị mũi mộng căng đột, nóng lành dài vào ngày đêm khô bưng, nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muôn nào càng tươi phục tốt đẹp nào, tất cả các bảo vật trang nghiêm nào tràn hoa phân xa bản ngát mùi thơm, và trong nhà cùng những điều ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được. Hoa mang ca này mang thô thân lợi, đó là mười hai lời nguyện nhiệm màu của Đức Dưỡng Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đằng giang. Phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát Lai nữa này mang thù thắng lại đứng giữa Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện đồng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mang một kiếm hay hơn một kiếp cũng không thể nào hên được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một về thân tình không có đàn bà cũng không có đường dữ, mà cả đến tiên khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng quang bằng chân lưu ly đường đi có dây bằng vàng văn làm ranh giới, còn thành quanh cung điện mai hiện cửa sổ cho đến các lớp lưỡi bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo làm ra thân chẳng tha gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực là vậy. Cõi phần ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sám bồ sư làm phần. Hai vị này đều giữ gìn thọ bao chánh pháp của phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mang thù thân lại. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chăng thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc ấy Đấng Thế Tôn lại bảo ông mang thù thân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam không biết bố thí, mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đứng tin lại ham chữa chân của cái cho nhiều đêm ngày bố bố gìn giữ. Thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cần chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc dường như lắng thịt cho người. Vậy lại có vô lượng chung hưu tình tham lận chỉ lo tính trừ của cải cho nhiều, mà từ mình không dám ăn tiêu còn nói chi đến sự đêm cô ấy. Thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin, những kẻ tham lẫn ấy khi trên bị đoa vào đường ngã quỷ hay bàn sanh,
mặc dầu ở trong ác thú, nhưng nhờ đời chưa sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài thì liền từ cõi ấy thoa sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ chúng sanh, biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dùng làm, mà còn muốn tự mình làm việc bồ thí thiên người, người khác làm việc bồ thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem ta đầu mắng tay chân hay mau thịnh của thân phận mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được muôn chi của cái lời những vân thường. Lại nửa mang thù thân lại trong chung hữu tình, nếu có những người nào thọ cả giới của Phật để tu học mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đã văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói, hoặc có kẻ tuy đã văn mà có thói tăng thường mang. Do thói tăng thường mạng ấy chia lâm tâm tánh, cô chấm cho mình là phải, người khác là quấy chê bãi chánh pháp kết đảng với, mà những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiến mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhưng chúng hữu tình ấy bị trói lăng trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dương tu theo các pháp lành, khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành dư và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú, thì cũng nhờ oai lưng bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi a thú mạng chúng trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, theo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuân gia thọ trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai, đã không hy phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa được thói tăng thường màng, không chê bai chánh pháp không bè bán với, mà dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong được viên mãn. Lại nửa mạng thù thân lại, nếu chung hữu tình có tánh tham lam tận đố hay khiến mình chê người, thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy ngàn năm mới hết. Khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mang chúng sanh lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lãng đà, thường bị người hành hạ đánh đập và bị đói khát dày vò, lại phải đi đường xa chớ nằm
Từng nhọc muôn phần còn như mây đang làm thân người thì lại bị sanh vào hàng hà thiên phải làm tôi tớ cho kẻ khác mai bị họ sai sự không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhờ lại trí tâm quý Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Các thân không lời trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn hằng cầu thắng pháp thương gặp bạn lành đời đời dính hẳn lưới ma đập na vô bồ mình ta càng sống ở phiền não mà đưa giải thoát khỏi nàng sanh lão bình tư. Và những nỗi đau khổ lo bồ bồ lại nữa mang thù thắng lời nếu chúng hưu tình có tánh ưa sự ngang trái chia lìa tranh đấu kiên cao lẫn nhau làm nào loạn cho mình và người đem thân khẩu ý tạo thêm mọi những ác nghiền xoay qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít. Để mưu hại lẫn nhau hoàng cao triều những thần ở núi rừng cây mà để hại người hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cung tế quỷ dược và quỷ la sát để cày quỷ hai người hoàng biên tên họ và làm hình tượng của người cử quán rồi dùng phép chú thuật ta ăn ma trù ẻo cho chết hoàng theo lối em đôi và dùng những đồ độc hoàng dùng chú pháp hại mạng người nếu chúng hưu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì căn thư tà án kia không thể hại được thân ca nhưng kẻ ác tâm kia đều trở lại thời lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác không còn y tồn nào và tâm hiểm dẫn hai bên hòa hảo với nhau và đôi với vần thọ dung của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lẫn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mang thù thắng lợi nếu trong hàng tư chung bí số bí số ni ô ba sắc ca ô ba tự ca. Và những kẻ thiện nam tín nữ đều có thọ trì tam phần trai giới hoàng trong một năm hoàng mỗi năm ba tháng vương dư giới pháp làm nơi ý chí tu hồng rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực là Tây Phương. Đặng nghe chánh pháp nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì khi mạng chúng sẽ có tâm vị Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Lạc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bao Đàn Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu. Hoàng nếu có kẻ nhân nguyên lực của Đức Dược Sư mà được tháng sanh lên cõi trời và mặn dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa thì không còn sanh lại những đường ác nữa khi tôi thọ cõi trời đã mang.
Sanh lại trong cõi người thì hoằng làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ oai đứng từ tại giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thâm thiền hoằng sanh vào dòng sang đế lý bà la môn. Hay cư sĩ đại có cua cải dư vật có đừng tràn đầy tướng mà đoán trang quyến thua sum vầy lại được thông minh trí tuệ dòng mạnh hoài hùng như người đại lưng sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh ấy của đấng dược sư lưu ý quang như lai mà hân lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa này mang thù thân lợi đức dưỡng sư lưu ly quang như lai kia. Khi đã chứng được đạo bồ đề do sánh bồn nguyên mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải ca thứ bệnh khổ như da vàng gầy ôm cám nhiệt thương hàng hoặc các chúng phải những thứ em đôi đồ đồng hoặc bị hoành tư hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau cô ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni nam mô bạc gia phạn đệ bệ sáng xả lưu lô tịch lưu ly bán lăng bà hạn ra xà giá đăng tha yết đà gia đà hạc đế tam hiệu tam bồn đà gia đang địa tăng bề sang thề bề sang thề bề sang xa tam bồ yên đế toa hà lung ngay trong luồng ảnh sáng viên chú này rồi ca đài đi rung động phóng ra anh đài quang minh làm cho tất cả chúng sanh dừng hành bình khô hướng được an vui. Này mạng thổ thân lại nếu thấy những người nào đang băng bệnh có thể phải tâm gọi cho sanh sẻ và vì họ những tâm tung chú này 108 biển chú nguyện trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nước công vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu viện gì mà chí tâm tùng niệm chú này thì đều được như ý muốn đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thôi chuyển rồi dần dần tu chân đến đạo quả bồ đề. Vậy nên mang thù thân lại nếu có những người nào ồ hánh lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đứng dược sư lưu ly quang như lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tỉnh tinh nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đứng dược sư lưu ly quang như lai ưng chân đằng cha ngồi sớm mai sung miệng đánh răng tâm gọi sành sẻ xong lại thắm hương rải dầu thơm càng món kỳ nhà bể cũng dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dài người ca chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh phàm thì phải nên cúng dường tăng ca nhưng vẫn cần dùng đừng để thiếu thốn. Hệ anh lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đăng đạo
cao qua Bồ Đề nữa. Lúc bấy giờ mạng thổ thân lại đóng thứ bánh phần rằng bằng đứng thế thôn coi thế qua thời kỳ tướng pháp sẽ dùng đủ chưa quân tiền. Khiến cho những thiền nam tin nữ có lòng tin trong sành được nghe danh hiệu của đấng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai cả đến trong giấc ngủ của họ. Tôi cũng dùng danh hiệu của đức phật này thức tỉnh nơi thai cho họ rõ biên. Bành đứng thế con nếu ai thọ thì đồng tụng kinh này hoàng đem giang nói bày tỏ cho người ca hoàng tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kinh tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm ca thư hương đốn tràn hoàng. Anh là phương lòng cùng âm nhạc hát mua mà cúng dường hoàng dùng hàng ngũ sang làm đại đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sanh sẽ khi làm một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở ca coi trời khăn. Đều đến đó mà cúng dường qua thu hồ bành đứng thế tôn nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người tỏ trì và nghe được danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyên của ngài mà chỗ ấy không bị nàng hoành tương cùng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khi và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường phần bao màng thu thân lời phai phai thiệt đúng như lời người nói này mang thu thân lời. Nếu có những người tỉnh tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đừng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì chưa phải tạo lầm hình tượng ngài thêm để trên tòa cao chân dần sạch xe cán thứ rồi đài bông đô ca thứ hương dùng ca thứ tràng khoan trang nghiêm cho thờ ấy trong bay ngày bảy đêm phải thọ đi tám phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gọi và y phung chính tên. Dự lòng thanh tình không giận dữ không sáng hại đối với tất cả loài ưu tình phải khởi tâm bình đăng đủ cả tâm từ bi ta làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca người khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật. Lại bài nghỉ nhớ công đức bồn nguyện qua đồng tụng kinh này suy nghiệm nghĩa lý mà diện nói khai thì cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được phải ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại nếu có người nào trong dân ngủ thấy những điểm chim bao giữ còn khi tưng thấy những ảnh cương như chim đến đầu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng những của bao cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì những ác mộng ác tương và những đêm sau ấy thay đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đào thuốc độc và cả cầm thú dữ
Thế sư ra hãy như voi sư tư toàn soi gấu răng đồng bò cạp kính sân răng môi và hình lòng nhớ niệm và cùng kính cung dương đức phần dưỡng sư thì được qua coi những sư cha hãy anh. Hoàng nêu bị nước khá xâm lăng nhiều hai trộm cướm rối loạn mà nhờ niệm và cung kinh đừng phần dược sư thì cũng đưa qua coi những nàng ấy lại lừa màng thù thân lời nếu có thiện tinh nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ nhưng vì trời nào chỉ một lòng nướng theo phong pháp và tăng thọ trì giới cấm hoàn năm giới mười giới. Bồ Tát mười giới trong 48 giới kinh tỳ kheo nói 150 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới phạm đa thọ sơ đoà vào á thu hệ chuyên niệm và cung kinh cung dường đựng phần dưỡng sơn thì quyết định không thọ sanh trong ba đường an lai. Nếu có người phụ nữ nào đường lung sanh sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lệ bái và hân lòng cung kính cung dường đứng phần dương sư thì khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mà đoán trăng lời căn thông minh an ổn ít bình hoàng ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khi lúc ai đứng tranh ca cùng bảo ông a nan rằng theo như ta đã xưng dương những công đức của phần dựa sự lưu ly quán như lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật có hiểu thấu đường vậy người có tin chăng? Ông A Nan bành phần bành đừng Thế Tôn đối với kể kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoàng tại sao vì những nghiệp thân cầu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh bành đừng Thế Tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch đức Thế Tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chi niệm danh hiệu của một đấng dược sư lưu ly quán Như Lai mà được nhiều không đứng thân lời lần ấy vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán nên họ phải mân nhiều điều lợi ích mài ở trong cánh đêm dài tâm tối và lại còn bị đò là công các đường an thu lưu truyền không cùng phần lại báo ông A Nan những chung ưu tình ấy nếu nghe danh hiệu đừng dừa sự lưu ly quán Như Lai chỉ tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào an thu thì thần vô lý vậy. Này A Nan đó là công hành rất sâu nhiệm của chư Phật khó tin khó hiểu mà nay người lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lần của Như Lai vậy. Này A Nan tất cả các hàng thanh văn độc gia và căn bần Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thần chỉ trừ những bậc những sanh sơ hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan thân người có đặng những hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn.
Muốn chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hành Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện, khéo léo phá không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếm số có thể mau hết, chớ những hành nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết đường. Lúc bây giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy viên y bài vai bên hữu gối bên ma quỳ xa rất cuối mình chấm tay bành phần rằng bành Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tưởng qua có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, không có tầm bình luôn luôn thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi có khô ràng mắt thấy đen, tôi tương chánh hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bình vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại. Trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương rồi liền khi ấy vì thần câu sanh đem sổ ghi tội vừa của người đó dựng lên. Vua Diêm Ma lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tin những tội vừa của người kia đã làm, mà sự đoan nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bình ấy quy với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và thỉnh chúng tăng đồng tụng kinh này đón đèn bày từng theo thần phan tục mang năm sáng thì hoặc liền trong lúc ấy hoàng trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh dân chim bao. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Dương chi tình thủy biến sai tam thiên, tánh công bạn đứng lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên. Hoa diêm hoa hồng yên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Hắn Ra Đắng Na Đa Ra Già Già, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kia Đê Thường Quán Ra Già Bồ Đề Tát
Nam mô Na Ra Cân Kỳ Hệ Đề Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Gia Ma Phạn Đà Đâu Đáng Tiền Tăng Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hệ Đề Ma Bồ Đề Tăng Lo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dính câu lô cầu lô kiếp mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma ma phạn ma ra mong đế lệ hê di hê thân na ra sam phạn ra xa lai phạn xa phạn sam phạn ra xa gia hồ lô hồ lô 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 đề ta ra tấn đề tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế đề giả na ra cần thì địa vi sanh ni na ba giả ma na ta ba tăng đà già ta bà ma ha tăng đà già ta bà tăng đà du nghệ tăng bà ra già ta bà ra ra cánh trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng a mùng thế gia ta bà ta bà ma ha tăng đà già ta bà giá kiết ra tăng đà già ta bà ba đà ma yết tăng đà già ta bà na ra cấn tỳ bàn già ra già ta bà ma bà ni tăng yết ra già ta bà nam mô hằng đà đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lo yên đề tướng bàn ra già ta bà cấn điển đô mẫn ra ra bàn đà già ta bà ăn tăng điện đô mạng đa ra bằng đà giả ta bà ăn tăng điện đô mạng đa ra bằng đà giả ta bà nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ơi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiền vàng kim nàng cao ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghĩa nam mô dưỡng sư hai hội phần bồ tát sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ tát đông phương giáo chủ huệ thầm nhị nguyện phương a tứ cửu kim đăng diệu đàn tràng thân thân diễn chân thường đành lệ tán dương tiêu tai thọ duyên trường nam mô dược sư hai hội phần bồ tát ấy nam mô dược sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ ta bà phi thị cứu cư
đại kinh, nhi lục nguyện vương tiêu tội cấu anh. Tam thiên hòa Phật giám kiền thành, nam diêm phúng quả trung tu, tây trục liên hòa thử tế hình. Giải kiếp tiêu tai tăng duyên thọ, phúc cơ mang về bảo cường ninh. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức ta nghe như vậy. Muốn thuở nọ đứng ban và phạm đi châu du dạo hoa cạn đường, nên thành Quảng Nghiêm ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vàng sau ngàn vị đại bồ tát các hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long ba bộ cùng những phi nhân cả thảy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kính thính ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông mang thù thân lời pháp vương tự nhờ oai thân của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ven y để bài vai bên hữu và gối bên măng quỳ sáng đất. Thêm nếp chấm tay hướng về phía Phật bành rằng bạch Đức Thế Tôn vui mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật, để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tưởng pháp được nhiều lời là về sao đứng thế con khen ông mạng thù thân lời đồng tứ rằng. Hai tay mang thù thắng lời ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chung hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buông. Lời ân an vui trong đời tưởng pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói ông mang thù thân lời bành rằng và mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe. Phần bảo ông mang thù thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi phần có một thế giới tên là tình lưu ly đứng vào chùa cõi ấy hiểu là dược sư lưu ly Quang Như Lai. Ưng chánh đẳng giá minh hành biện mạng thiền thể thế gian giới vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phân bàn nhà phàm này mang thù thân lời đừng dược sư lưu ly Quang Như Lai. Khi còn tu hành đạo Bồ Tát có pháp mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được mấy nguyện. Thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đăng đạo chánh đăng chánh giảng thân ta có hào quang sáng suốt rừng rờ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tâm cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trường phu cùng tam chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề thân ta như
ngọc lưu ly trong ngoài sang suốt tinh chánh hoàn toàn. Không có chúng như bờn ánh quang mình chói lòi khắp nơi công đức cao vòi vòi mà ăn trú vừa từng lưới chết bằng tìa sáng tỏ hơn vương nhưng nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí đường mơ mang. Và tùy muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình. Khiến ai nấy đều có đủ các vận dụng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề nếu có chung hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo bồ đề hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn động gia thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy báo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đăng đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong gia và của ta mà tu hành theo hành thân tình thì ta khiến cho tất cả đều giữ đường giới pháp hoàn toàn. Đầy đủ cả tam tu tình giới và sư có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường an. Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ ca căn công đủ sâu xa cờ cao tay điên măng đuôi nổi nắng ngọng liều tay chân tăng nguyện la vui điên cuồng chiều tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai để nương nhờ không gặm thầy không gặm thua không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ thân tâm an lạc gia quyến sum vầy của cài sung túc. Cho đến chân đường đạo quá vô thượng bồ đề nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bức tức sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trường phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo nếu có những kẻ xa vào rừng ác thiên.
Ca nhiếp dân họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tam theo cả thành Bồ Tát đặng mau chứng đạo chánh đăng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tôi phải bị thiền sinh đánh đâm, hoàng bị giam giữ trong chốn lao tù, hoàng bị chém giết, hoàng bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rực. Hề nghe đến danh hiệu ta thì nhờ xứng hoài thần phước đức của ta đều được giải thoát ta cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đói khăn hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiêm dữ, mà nghe danh hiệu ta rồi chuyển niệm thọ trì thì trước hết ta dùng ca món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ đường no đủ, và sau ta mới đem phạm vị nhiệm màu kiên làm cho họ cài cánh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ mười hai ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị mũi mòng cắn đốt, nóng lạnh dài vào ngày đêm cô bưng hơi nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muôn nào tan thư y phục tốt đẹp nào tất cả các bảo vật trang nghiêm nào tràng hoa quân sa bản ngát mùi thơm, và trong nhà cùng những điều ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được hòa mang ca này mang thô thân lợi, đó là mười hai lời nguyện nhiệm màu của đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đằng giang. Phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát Lai nữa này mang thù thân lại đứng giữa sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện đồng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mang một kiếm hay hơn một kiếp cũng không thể nào hên được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một bề thân tình không có đàn bà cũng không có đường dữ, và cả đến tiên khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng quang bằng chân lưu ly đường ly có dây bằng vàng văn làm ranh giới, còn thành quanh cung điện mai hiện cửa sổ cho đến ca lâm lưỡi bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo làm ra thân chẳng tha gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực là vậy. Cõi phần ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sấm Bồ Tát làm phần. Hai vị này đều giữ gìn thọ bao chánh pháp của phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mang thù thân lại bị thế. Những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chăng thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài lúc ấy đấng Thế Tôn là
Ngài bảo ông Mạng Thù Thân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam không biết bố thí mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đứng tin lại ham chữa chân của cái cho nhiều đêm ngày bo bo gìn giữ. Thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cần chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc dường như lắng thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chung hưu tình tham lận chỉ lo tính trừ của cải cho nhiều, mà từ mình không dám ăn tiêu còn nói chi đến sự đêm cô ấy. Thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin những kẻ tham lẫn ấy khi trên bị đoa vào đường ngã quý hay bàn sanh. Mặc dầu ở trong a cú nhưng nhờ đời chưa sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của đấng vừa sự lưu lý quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu ngài thì liền từ cõi ấy qua sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ chúng sanh biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dùng làm mà còn muốn tự mình làm việc bồ thí thiên người người khác làm việc bồ thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem ta đau mắng tay chân hay mau thịnh của thân phận mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được muôn chi của cái là những vân thường. Lại nửa mạng thù thân lại trong chung hữu tình nếu có ngừng người nào thọ cả giới của quần để tu học mà lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đã văn nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh phần nói hoặc có kẻ tuy đã văn mà có thói tăng thường mang. Do thói tăng thường mạng ấy chia lâm tầm tánh cô chấm cho mình là phải người khác là quấy chê bãi tranh pháp kết đảng với mà những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiến mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhưng chúng hữu tình ấy bị trói lăng trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của đấng dược sư lưu ly quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dữ, tu theo các pháp lành khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú thì cũng nhờ oai lần bốn nguyện của đức dược sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu ngài liền từ nơi a thú mạng chúng trở
trở sanh vào cõi người được tinh tấn tu hành trong sự yêu biết chân chánh khéo điều và tâm ý bỏ tục xuân gia thọ trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai. Đà không huy phạm lại thêm chánh kiến đa văn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa được thói tăng thường màng không chê bai chánh pháp không bè bán với mà dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong được viên mãn. Lại nửa mạng thù thân lại nếu chúng hữu tình có tánh tham lam tận đó hay khiến mình chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ chúng sanh phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy ngàn năm mới hết. Khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mang chúng sanh lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lãng đà thường bị người hành hạ đánh đập và bị đói khát dày vò lại phải đi đường xa chớ nằm. Cần nhọc muôn vẫn còn như mây đang làm thân người thì lại bị sanh vào hàng hà thiên phải làm tôi tớ cho kẻ khác mai bị họ sai sự không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhờ lại trí tâm quý Ngài nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Các căn không lời trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn hằng cầu thắng pháp thương gặp bạn lành đời đời dính hẳn lưới ma đập na vô bồ mình ta càng sống ở phiền não mà được giải thoát khỏi nàng sanh lão bình tư. Và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa mang thù thân lời nếu chúng hữu tình có tánh ưa sự ngang trái chia lìa tranh đấu kiên cao lớn nhau làm não loạn cho mình và người đem thân khẩu ý tạo thêm mọi những ác nghiệp xoay qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau hoàng cao triều những thần ở núi rừng cây mà để hại người hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cung tê quỷ dừa cơ và quỷ la sát để cày quỷ hai người hoàng biên tên họ và làm hình tượng của người cử quán rồi dùng phép chú thuật ta ăn ma trù ẻo cho chết hoàng theo lối em đôi và dùng những đồ độc hoàng dùng chú pháp hại mạng người nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì căn thư tà án kia không thể hại được thân ca nhưng kẻ ác tâm kia đều trở lại thời lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác không còn y tồn nào và tâm hiểm dẫn hai bên hòa hảo với nhau và đối với vần thọ dung của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lẫn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mang thù thân lợi nếu trong hàng tư chung bí số bí số ni ô ba sách ca ô ba tự càng và những kẻ thiện nam tín nữ đều có thọ
trì tam phần trai giới hoàng trong một năm, hoàng mỗi năm ba tháng vương dự giới pháp làm nơi ý chí tu hồng, rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực là Tây Phương. Đặng nghe chánh pháp nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu đấng dược sư lưu ly quang Như Lai, thì kỳ mạng chúng sẽ có tâm vị Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Lạc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bao Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặng Bồ Tát, từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho, thì liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu. Hoàng nếu có kẻ nhân nguyên lực của đứng giữa sư mà được kháng sanh lên cõi trời, và mắng dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn coi chưa hết, thì không còn sanh lại những đường ác nữa khi tôi thọ cõi trời đã mang. Sanh lại trong cõi người thì hoằng làm đến bậc luân vương, thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai đứng từ tại giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thâm thiền, hoằng sanh vào dòng sanh đế lý bà la môn. Hay cư sĩ đại cô vua cải dư vật có đừng trang đầy tướng mà đoan trang quyến thua sum vầy, lại được thông minh trí tuệ dòng mạnh hoài hùng như người đại lưng sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đấng dược sư lưu ly quang Như Lai mà hên lòng thọ trì danh hiệu ấy, thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa, này mang thù thân lợi đức dưỡng sư lưu ly quang Như Lai kia. Khi đã chứng được đạo Bồ Đề do sánh bồn nguyên mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải ca thứ bệnh khổ như da vàng gầy ôm cám nhiệt thương hàng, hoặc chúng phải những thứ em đôi đồ đồng hoặc bị hoành tư hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau cô ấy được tiêu trừ, và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni nam mô bạc gia phạn đề bề sáng xả lưu lô tịch lưu ly bán lăng bà hạng ra xà gia đăng tha yết đà gia đà hạc đê tam hiệu tam bồn đà gia đang biệt tam bề sáng thề bề sáng thề bề sáng xả tam một yên đế lung mây trong luồng ánh sáng viên chú này, rồi cả đại địa rung động phóng ra anh đại quang minh, làm cho tất cả chúng sanh dừng hạnh bình khô hướng được an vui. Này mạng thổ thân lời, nếu thấy những người nào đang băng bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sanh sẻ, và vì họ những tâm tung chú này một trăm lệ tạm biển chú nguyện, trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nước công vi trùng mà cho họ uống, thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu viện gì mà chí tâm tùng niệm chú này thì đều được như ý muốn,
đã không bệnh lại thêm trong lâu. Sau khi mạng chúng được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thôi chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Vậy nên mang thù thân lời, nếu có những người nào ánh lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đứng dựa sư lưu ly quang Như Lai, thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tỉnh tinh nam nữ nào được nghe rồi tụng trì nhanh hiểu đứng dựa sư lưu ly quang Như Lai, ưng chân đằng cha ngồi sớm mai sung miệng đánh răng tâm gọi sành sẽ xong lại thăm hương rai dầu thơm càng món kỳ nhà bể cung dương hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dài người ca chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh phàm thì phải nên cúng dường tăng ca nhưng vẫn cần dùng đừng để thiếu thốn. Hệ anh lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu trở đến chứng đăng đạo quả Bồ Đề. Nửa lúc bấy giờ mang thù thân lại đóng thứ bành phần rằng bành đứng thế thôn tôi thề qua thời kỳ tướng pháp sẽ dùng đủ chưa quân tiền khiến cho những thiện nam tin nữ có lòng tin trong sành được nghe danh hiệu của đấng dược sư lưu ly quang Như Lai. Cả đến trong giấc ngủ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của đức phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết. Bành đứng thế tôn nếu ai thọ trì đồng tụng kinh này hoàng đem giang nói bày tỏ cho người ca hoàng tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kinh tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm ca cư hương đốn tràng hoàng. Anh là phương lòng cùng âm nhạc hát mua mà cúng dường hoàng dùng hàng ngũ sáng làm đây đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sanh sẽ khi làm một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở ca coi trời khăn đều đến đó mà cúng dường qua thu hồ bành đứng thế tôn. Nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của đứng dược sư lưu ly quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyện của ngài mà chỗ ấy không bị nàng hoành tư cùng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khi và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phần bao màn thu thân lời phải thiệt đúng như lời người nói này mang thu thân lời. Nếu có những người tỉnh tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đứng dược sư lưu ly quang Như Lai thì chưa phải tạo lầm hình tượng ngài thêm để trên tòa cao chân dòn sạch xe cán thứ rồi đài bông đo cả thứ hương dùng ca thứ tràng phán trang nghiêm cho thờ ấy trong bay ngày bảy đêm phải thọ đi tám phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gọi và y phung chính tề dự lòng thanh tình không giận dữ không sáng hại đối với tất cả loài ưu tình phải khởi tâm bình đăng đủ cả tâm từ bi ta làm cho họ được lợi ích an vui
bụi đanh nhà ca người khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật. Ngài phải nghỉ nhớ công đức bồn nguyện qua đồng tụng kinh này suy nghiêm nghĩa lý mà diện nói khai thì cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được phải ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang. Cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại nếu có người nào trong dân ngủ thấy những điểm chim bao giữ còn khi tưng thấy những ảnh cương như chim đến đầu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị. Mà người ấy dùng nhân của bao cúng dường đứng dược sư lưu ly quang Như Lai thì những ác mộng ác cương và những đêm sau ấy thay đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đào thuốc độc và cả cầm thú dữ. Thế sự xa hại như voi sư tử còn soi gấu răng đồng bò cạp kính sanh răng môi và hân lòng nhớ niệm và cùng kính cung dương đức phần dưỡng sư thì được qua coi những sự xa hại ấy. Hoàng nếu bị nước khá xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhờ niệm và cung kinh đừng phần dược sư thì cũng được qua coi những nàng ấy lại lừa màng thù thân lời nếu có thiện tinh nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ nhưng vì trời nào chỉ một lòng nướng theo phong pháp tăng tòa trì giới cấm hoàng năm giới mười giới. Bồ Tát mười giới trong 48 giới kinh tỳ kheo nói 150 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai huy phạm những giới phạm đa thọ sơ đoà vào á thu hệ chuyên niệm và cung kinh cung dường đựng phần dưỡng sơn thì quyết định không thọ sanh trong ba đường an lai nếu có người phụ nữ nào đường lung sanh sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lệ bái và hân lòng cung kính cung dường đứng phần dương sư thì khỏi những sự đau khổ ấy. Mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mà đoán trăng lời căn thông minh an ổn ít bình hoàng ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạ tinh khi lúc ai đứng tranh ca cùng bảo ông a nan rằng theo như ta đã xưng dương những công đức của phần dựa sự lưu ly quang Như Lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật có hiểu thấu đường vậy người có tin chăng? Ông A Nan bành phần bành đừng thế tôn đối với kẻ kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoàng tại sao vì những nghiệp thân cầu ý của căn đức Như Lai đều thanh tịnh bành đừng thế tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống. Núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch đứng thế tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chi niệm danh hiệu của một đấng dược sư lưu ly quang Như Lai mà được nhiều công đức thân
lời lần ấy, vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán, anh họ phải mân nhiều điều lợi ích mài ở trong cánh đêm dài tâm tối, và lại còn bị đò là công các đường an khu. Lưu truyền không cùng phần lại báo ông A Nan, nhưng chung ưu tình ấy nếu nghe danh hiệu đừng dừa sự lưu ly quán, Như Lai chỉ tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc, mà đọa vào an khu thì thần vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hành rắn sâu nhiệm của chư Phật, khó tin khó hiểu mà nay ngươi lãnh thọ được, thì biết rằng đó là nhờ oai lần của Như Lai vậy. Này A Nan, tất cả các hàng thanh văn độc gia và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thần, chỉ trừ những bậc những sanh sơ hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người có đặng nhưng hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Muốn chi nghe được danh hiệu của đứng dược sư lưu ly quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, đứng dược sư lưu ly quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hành Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo phá, không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp, thì kiếp số có thể mau hơn, chớ những hành nguyện và những phương tiện khéo léo của đứng phần kia không khi nào nói cho hết đường. Lúc bây giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy viên y bài vai bên hữu gối bên mà quỳ sát rất cuối mình chấm tay bành phần rằng: bành đứng Thế Tôn, đến thời kỳ tưởng qua có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, con có tầm bình luôn luôn thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi có khô ràng, mắt thấy đèn tôi tương chến, hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bình vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại. Trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương rồi liền khi ấy, vì thần câu sanh đem sổ ghi tội vừa của người đó dựng lên. Vua Diêm Ma lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tin những tội vừa của người kia đã làm, mà sự đoan nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bình ấy quy với đức dưỡng sư lưu ly quang Như Lai, và thỉnh chúng tăng đồng tùng kinh này đón đèn bày từng theo thần phan tục mang năm sáng, thì hoặc liền trong lúc ấy hoàng trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày, thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh giấc chim bao.